Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã có quyết định tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa 15, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Đức Trung để các cơ quan tư pháp thực hiện quy trình tố tụng hình sự. Như chúng tôi đã đưa tin vào ngày 28 tháng 8, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng, lệnh khám xét chỗ và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Đức Trung, sinh năm 1967, trú tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa về hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Trước đó, bộ chính trị đã quyết định đình chỉ sinh hoạt ban chấp hành đảng bộ, ban thường vụ thành ủy và đình chỉ chức vụ phó bí thư thành ủy Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung.